HD Radio xin kính chào quý khách hàng các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ làm clip lắp đặt một hệ thống cực kỳ đặc biệt đến từ một thương hiệu cũng cực kỳ đặc biệt, đó là Bang & Olufsen. Và thưa quý vị và các bạn, chia sẻ một chút về thương hiệu này thì thương hiệu Bang & Olufsen sẽ là có các cái chân nền tảng về cái sản phẩm tại Đan Mạch. Và những dòng sản phẩm của Bang & Olufsen phát triển là các dòng loa Bluetooth cũng như là hệ thống Hi-Fi high-end cực kỳ đẳng cấp. Và ngay trong clip này ngày hôm nay thì đội ngũ kỹ thuật của HD Radio đã nhận được một cái đơn hàng của một khách hàng tại Tây Hồ lắp đặt hệ thống Bellab 28 với vỏ Liwak. Và đây là một hệ thống thiết bị high-end cực kỳ đẳng cấp và siêu thông minh cũng như là sang trọng và tinh tế, để có thể streaming nhạc, có thể nghe được tất cả các bản nhạc cao cấp. Và ngay bên cạnh mình đây là các cái thiết bị nằm trong hệ thống này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo chân của đội ngũ kỹ thuật HD Radio lắp đặt hệ thống cao cấp này nhé. Xin mời quý vị và các bạn. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau theo chân của đội ngũ kỹ thuật HD Radio lắp đặt thành công với hệ thống thương hiệu Bang & Olufsen với series Bellab 28 Liwak với mức giá trên 400 triệu đồng. Quý khách hàng các bạn muốn đặt mua cũng như tham khảo và nghe thử của bộ hệ thống high-end cao cấp này, hãy ghé thăm shop showroom của HD Radio tại các chi nhánh miền Nam và miền Bắc, cũng như là điện thoại đến số hotline 1800 0042, và truy cập website hdradio.vn để xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là chương trình khuyến mại cho các bộ hệ thống cao cấp này nhé. Còn bây giờ thì Đức Tú xin phép hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. HD Radio nâng tầm giá trị giải trí.